Anh trai Say Hi tập 12, chiến thắng thật sự của Ryder, hiệu thứ 2, anh Tú Atus phải chào thua. Sau đêm chung kết 1 anh trai Say Hi, 8 màn trình diễn solo thu hút nhiều sự quan tâm. Đi đến top 16, các thí sinh đều tích lũy được kinh nghiệm trình diễn, độ nhận diện tăng, có thêm người hâm mộ theo dõi. Hiệu thứ 2, anh Tú Atus, Negaf là những cái tên đang có lượng fan đông đảo trong lượt 8 thí sinh đầu tiên. Tuy nhiên, video có lượt xem cao nhất thuộc về Anh Biết Rồi của Ryder. Hiện sân khấu này đạt 1,6 triệu lượt xem sau 3 ngày đăng tải, đứng top 2 YouTube thịnh hành. Con số này gấp đôi lượt bài quay đi quay lại của Hiếu thứ 2, hơn 800.000, đang đứng hạng 7 top thịnh hành hay kim tự tháp của Captain, hơn 500.000 ở hạng 12. Dù trước đó Ryder nhiều lần đạt hạng 1, nhưng anh không phải là người chiếm spotlight, sự chú ý và quan tâm. Dù đạt hạng nhất ở đêm 1, 2 và 3, độ thảo luận về Ryder không cao, anh vẫn không phải là cái tên thu hút truyền thông như một số đồng nghiệp. Thậm chí vẫn có hoài nghi về năng lực của Ryder khi có ý kiến cho rằng anh luôn có đội nhóm tốt, có link góp rộng trong I'm Thinking About You. Đến chung kết, khi đứng một mình, Ryder tỏa sáng và cho thấy anh có thể vượt qua Hiếu thứ 2 về thành tích nhạc số. Anh Biết Rồi là một ca khúc đúng về thế mạnh của Ryder, mang màu sắc quen thuộc anh đã từng truyền tải trong Hào Quang hay Học Cách Nói Mình Thua. Nam ca sĩ thêm một câu Anh Biết Rồi bằng tiếng Hàn Quốc để tạo điểm nhấn cho bài hát. Đến nay, ca khúc này vẫn áp đảo về lượt xem dù Ryder không phải là cái tên có hội fan mạnh. Hành trình ca hát của Ryder không bằng phẳng, anh từng được kỳ vọng khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí 2013. Ryder khi ấy còn là Quang Anh từng chịu nhiều sức ép khi Á quân Phương Mỹ Chi quá nổi bật, từng vướng tranh cãi vì phẫu thuật thẩm mỹ hay tên tuổi tuột dốc sau nhiều năm vắng bóng. Năm 2021, Ryder tham gia Rap Việt, trở lại đường đua và chật vật như một gương mặt mới. Khán giả chưa quen với sự trưởng thành của Ryder, từ một cậu bé nhà quê thành một thần tượng thế hệ mới. Chính nam ca sĩ cũng thừa nhận, nếu như tôi nói Rap Việt là nơi anh tái sinh, anh trai Say Hi là nơi đưa Ryder trở về vị trí mà anh đang cần có. Ở những vòng cuối anh trai Say Hi, Ryder đã có những lần lọt top 4 thí sinh có điểm bình chọn cá nhân cao nhất. Tham gia anh trai Say Hi, anh được biết đến nhiều hơn và được công nhận khả năng hát, sáng tác, sản xuất âm nhạc. Được biết xuất hiện ở anh trai Say Hi, Ryder có màn lột xác đầy bất ngờ với những chiến thắng liên tiếp khiến nhiều đàn anh phải dè chừng. Ngay từ những tập đầu, Ryder là thành viên quan trọng mà nhiều đội trưởng mong muốn có trong đội. Trong live step 1 anh trai Say Hi, Ryder cùng Song Luân, Harry Kang, Tess, Đỗ Phú Quý và Captain trình diễn ca khúc No Far No Star. Đặc biệt, Ryder đốt cháy sân khấu với màn đánh trống điêu luyện trở thành điểm sáng đáng chú ý của màn trình diễn. Ryder cũng tham viết phần rap của No Far No Star cùng Harry Kang, Tess và Captain. Chia sẻ về lý do mang trống lên sân khấu, Ryder cho biết, tôi mang trống lên live step 1 để chứng minh cho khán giả thấy chàng trai này đã mang ra vũ khí cuối cùng ngay từ vòng đầu tiên. Điều này khiến khán giả tò mò với tôi hơn, xem tôi sẽ làm gì ở những vòng tiếp theo. Đây cũng chính là thử thách dành cho tôi, cần phải tìm được những thứ mới mẻ hơn. Sang đến live step 2, Ryder cùng Dương Domic và Pháp Kiều đã biến Hào Quang thành tiết mục chạm đỉnh cảm xúc của khán giả. Đây được đánh giá là bản demo nguy hiểm cho đội hình trình diễn nhóm 3 người. Ryder và Dương Domic đã trải qua quá trình phô đầu bứt tốc để làm nhạc cho bản demo này. Có những lúc tôi nghĩ rằng không thể viết được cho nó hay hơn nữa, nhưng rất may, trong một tích tắc thôi, tự nhiên cảm hứng đến với tôi viết lại bài hát ấy chỉ trong một đêm, Ryder tâm sự. Hài hòa từ âm nhạc đến vũ đạo, nội dung câu chuyện, hiệu ứng ánh sáng sân khấu, ca khúc Hào Quang khiến cả trường quay xúc động lặng người. Hào Quang sau đó nhanh chóng lọt top 1 trending trên YouTube trong thời gian ngắn. Đến thời điểm hiện tại, ca khúc này thu hút hơn 13 triệu lượt xem trên YouTube. Tại live step 3, Ryder lần đầu tiên trở thành đội trưởng trong team gồm các thành viên Win Lê, Đức Phúc, Hùng Huỳnh. Khi đảm nhận vai trò đội trưởng, nam rapper nhận được sự tin tưởng của nhiều anh trai khác khi nhiều người mong muốn về đội của Ryder. Đức Phúc bày tỏ luôn muốn về đội của Ryder cho đến cuối chương trình. Team Ryder thực sự bùng nổ với I'm Thinking About You cùng sự hỗ trợ của Tling. Với bài hát này, Ryder lo về phần beat và khung bài, Win viết lời. Phần trình diễn của team Ryder và Tling đã đốt cháy sân khấu, khiến khán giả dưới trường quay phải reo hò, nhún nhảy theo giai điệu và lyric bắt tai. I'm Thinking About You được đánh giá là màn thể hiện tốt nhất của Ryder từ đầu chương trình Anh Trai Say Hi.
Ryder chia sẻ cảm thấy rất may mắn khi lần đầu tiên làm đội trưởng đã được kết hợp cùng các anh em đầy sáng tạo và nhiệt huyết. Win tiết lộ Ryder đã thức trắng 4 đêm để tập trung hoàn thiện phần nhạc cho tiết mục I'm Thinking About You. Với tiết mục cần cả nhạc và performance phù hợp với thị hiếu giới trẻ và xu thế âm nhạc mới, Ryder xứng đáng là một đội trưởng mát tay và là chiến thần đáng nể của anh trai Say Hi. Sau Live Step 3, Ryder là đội trưởng nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ dàn người chơi với 15 phiếu, vượt qua anh Tú Artus, Harry Kang hay Eric. Tới Live Step 4, Ryder tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng của team gồm các thành viên Winle, Quang Hùng Master D, Ali Hoàng Dương và Captain. Giữ vững thế mạnh của team cùng khả năng sản xuất nhạc cực đỉnh, đội Ryder mang đến phần trình diễn chân thành là bản tình ca đầy day dứt về mối tình đơn phương. Kết hợp cùng điệu múa đương đại, bài hát được dự đoán sẽ nối tiếp hào quang và công phá top trending sau này. Tiết mục thứ hai trong Live Step 4 của team Ryder là SOS, mang đến màu sắc tươi mới tràn đầy năng lượng chưa từng được các thành viên thể hiện trước đây, khiến khán giả vô cùng thích thú. Dù nhận được đánh giá cao, nhưng tại cuối Live Step 4, Ryder vẫn rơi vào vòng nguy hiểm cùng 8 anh trai khác. Ryder cảm thấy lần này mình làm đội trưởng chưa tốt, gửi lời xin lỗi tới các đồng đội đang cùng đứng trong vòng nguy hiểm. Khi căn cứ vào điểm cá nhân, Ryder là người bước tiếp cùng chương trình tiến vào chung kết anh trai Say Hi. Theo khán giả, Ryder đã tiến bộ và trưởng thành hơn rất nhiều khi tham gia anh trai Say Hi. Tại sân khấu anh trai Say Hi, Ryder thể hiện được khả năng hát, rap, sáng tác, chơi nhạc cụ. Chàng trai gốc Thanh Hóa sinh năm 2001 còn cho thấy khả năng lãnh đạo khi làm đội trưởng, biết điểm mạnh, điểm yếu của các thành viên để tìm ra chiến lược tốt nhất cho team. Với phong độ như hiện tại, Ryder sẽ ghi được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả và tiếp tục tỏa sáng sau anh trai Say Hi. Trước đó khi tham gia chương trình Rap Việt, Quang Anh giới thiệu rap name mới của mình là Ryder. Anh cũng thừa nhận đã có nhiều trăn trở trước khi quyết định tham gia cuộc thi. Quang Anh chia sẻ về 10 năm tranh đấu gian truân. Qua thời gian dài này, mọi người có vẻ chỉ thấy tôi xuất hiện và tôi cũng rất nhớ mọi người. Tôi muốn cảm ơn các bạn, dù đã rất lâu tôi không xuất hiện, nhưng lần này khi tôi trở lại, tôi thấy mọi người vẫn luôn ủng hộ và chờ đợi tôi. Chính sự kỳ vọng từ người hâm mộ đã là động lực để Quang Anh quyết định trở lại sân khấu Rap Việt với một phong cách mới. Quang Anh cho biết tôi cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động khi được 4 huấn luyện viên chọn mình vào đội của anh Andre. Tôi sẽ cố gắng hết sức và mong mọi người tiếp tục ủng hộ Ryder trong các vòng tiếp theo và trên con đường phía trước.